phải trị bệnh phô trương xây Biệt Phủ. Thưa quý vị và các bạn, ai đã đi khắp chiều dài của đất nước chắc chắn từng thấy khá nhiều biệt phủ lộng lẫy, trị giá dăm 30 tỷ đến hàng trăm tỷ đồng. Những biệt phủ xây theo đủ loại phong cách Âu Á, Trung Đông và cả kiểu kiến trúc thời Phục Hưng. Những biệt phủ này không chỉ trộ lên ở phố phường đô hội mà còn lừng lững giữa làng quê hẻo lánh. Nó như những điểm nhấn của bệnh sĩ, thể hiện sự cuồng tín vào sức mạnh của thói phô trương. Không thể nói tất cả các biệt phủ là những công trình gây bức xúc dư luận, có cái được tạo dựng bởi những đại gia thành đạt qua kinh doanh chân chính. Nhưng chắc ít thôi. Họ có quyền làm bất cứ thứ gì, kể cả dát vàng nếu muốn. Điều đáng lưu ý là không ít biệt phủ có chủ sở hữu là cán bộ lắm của nhiều tiền hoặc người thân của các vị đầy tớ. Bà con địa phương rất thiếu cảm tình khi kể lại rằng đó là của ông nọ, bà kia, làm việc ở nơi này, nơi khác. Người dân chẳng hề nể trọng cái tòa nhà vốn chứa đầy ngờ vực, tính hợp pháp, lương thiện về nguồn gốc tiền bạc. Tệ hơn nữa là còn dè bỉu, chê bai, buông lời thị phi. Tiền ở đâu để có biệt phủ xa hoa tới mức như vậy? Câu hỏi khó cho các vị chủ nhân là quan chức. Thế nhưng mọi chuyện vẫn cứ diễn ra công khai. Hình như chẳng ai sợ câu hỏi đó. Thật ra có một vài người liều lĩnh trả lời trên trời dưới đất. Đại loại như tiền tậu biệt phủ được ki cóp bằng cách tích góp từ này nọ. Họ mặc kệ dư luận, miễn là có lý do để giải trình cho những thắc mắc liên quan xuất xứ của tiền bạc. Muốn tin thì tin, không tin thì thôi. Thói đời người ta thường thích khoe khoang tài sản khủng cùng lối sống sang giàu, nhưng lại vô tư trước sự ẩn chứa nhiều vấn đề nhạy cảm cần làm sáng tỏ, kể cả dấu hiệu của tham nhũng, tiêu cực. Đây là căn bệnh đang có xu hướng lây lan trong giới quan chức, thành phong trào đua nhau làm nhà cao cửa rộng, xây lăng mộ nguy nga, nhà thờ tổ thanh thang, tổ chức linh đình tiệc cưới xin, tiệc thăng quan, tiệc chia tay nghỉ hưu. Những việc trái khuấy này ngang nhiên xuất hiện, bất chấp các quy định của Đảng và Nhà nước về chống xa hoa và lãng phí, bất chấp biết bao thường dân cần lao xung quanh mình đang hàng ngày vất vả với miếng cơm manh áo. Đồng tiền đi liền khúc ruột, nếu được làm ra bằng mồ hôi, nước mắt thì không dễ gì người ta ngông nghênh với trò phô trương hợm hĩnh. Thu nhập chính đáng của quan chức dù cao cỡ nào cũng không thể dùng rỉnh đến mức quăng tiền qua cửa sổ. Giỏi giang lắm là chỉ có căn nhà tầm tầm bậc trung. Đừng mơ đến biệt phủ đồ sộ, xe cộ bóng loáng, ăn nhậu ầm ĩ và rỉnh rang. Tiền không phải là giấy, thế mà vẫn có bộ phận không nhỏ các quan chức hưởng thụ vương giả. Đó là chuyện lạ ở nước ta, một quốc gia đang phải chắt bóp để phát triển, vươn lên. Hết thảy những điều nêu trên hoàn toàn tồn tại trước mặt bản dân thiên hạ. Nhưng có những trường hợp chưa được quan tâm xử lý đúng mức. Thậm chí một số người có trách nhiệm còn bị chi phối, nên ngại va chạm, cố tình làm ngơ. Rõ ràng là công tác kiểm soát tư cách, kê khai tài sản, nhiều nơi đang bị buông lỏng hoặc chỉ thực hiện dưới dạng nặng hình thức. Chưa thật sự hiệu quả mới xảy ra tình trạng tham nhũng, xa hoa, lãng phí. Pháp luật quy định đều có đầy đủ và nêu rõ cán bộ, đảng viên phải bị kỷ luật nếu thiếu nêu gương hoặc để người thân ruột thịt sống xa hoa, lãng phí. Đáng tiếc là chẳng mấy khi lưỡi gươm công lý được vung lên, thói phô trương đậm chất thô lỗ và lẫn bất minh đương nhiên theo nhau nở rộ. Đến lúc phải thẳng tay ngăn chặn, chấm dứt một vấn nạn làm nghèo đất nước, làm hư xã hội và nhất là hủy diệt niềm tin. Đại biểu Quốc hội làm rõ tiêu chí sự gương mẫu của vợ chồng con khi lấy phiếu tín nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, sửa đổi. Dự thảo nghị quyết đã sửa đổi bổ sung về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm. Góp ý nội dung này, đại biểu Nguyễn Hải Anh, đoàn Đồng Tháp đồng tình với quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ nhưng nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo, có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên theo quyết định của cơ quan cá nhân có thẩm quyền, tính đến thời điểm khai mạc kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm. Về căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, đại biểu Nguyễn Hải Anh đề xuất bổ sung việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào dự thảo nghị quyết để đảm bảo tính chất nhất quán trong thực hiện cũng như đánh giá. Theo đại biểu Anh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một chủ trương nhất quán đã được quy định trong hiến pháp và được quy định tại nhiều nghị quyết, kết luận của Trung ương được thể chế hóa thành luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Do đó, việc bổ sung kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là phù hợp, đảm bảo việc đánh giá toàn diện, khách quan đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Dự thảo nghị quyết cũng đã bổ sung một điều quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm để đảm bảo việc thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện khách quan, minh bạch và đúng pháp luật. Ủng hộ việc này, song đại biểu Nguyễn Hải Anh đề nghị ban soạn thảo làm rõ hơn những hành vi vận động, lôi kéo, mua chuộc, trong đó có cả những hành vi như hứa hẹn về vị trí công việc, chức vụ cao hơn. Đồng thời đề nghị sửa cụm từ tác động đến đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành cụm từ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, bởi thực tế cho thấy những hành vi này thường được che đậy rất tinh vi. Vì vậy cần phải quy định điều chỉnh đối với những hành vi không trực tiếp tác động nhưng lại có thể ảnh hưởng quan trọng đến đại biểu. Các căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cũng là nội dung được các đại biểu quan tâm. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Dương cho biết, dự thảo nghị quyết bổ sung tiêu chí sự gương mẫu của bản thân và vợ chồng con trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước. Theo đại biểu Nga, cần cân nhắc rà soát và có thể làm rõ hơn nhóm đối tượng có quan hệ gia đình, gần gũi với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, việc xác định quan hệ cha mẹ con có các trường hợp con đẻ, con nuôi, con trước thời kỳ hôn nhân, nhưng được thừa nhận, trường hợp con chưa thành niên, con đủ 18 tuổi, các trường hợp này đều có những hệ quả pháp lý khác nhau trong những quy định cụ thể, bà Nga nhấn mạnh. Nữ đại biểu tỉnh Hải Dương đề nghị nên làm rõ tiêu chí, sự gương mẫu của vợ chồng con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật làm căn cứ đánh giá cần có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm để tránh việc lợi dụng các yếu tố vi phạm cá nhân của những người thân để làm giảm uy tín của họ trong việc đảm nhiệm các chức vụ được giao. Thanh tra chính phủ buộc thôi việc một cục phó và 5 cán bộ. Thưa quý vị và các bạn, ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục 2 cùng 5 thanh tra viên khác ở Thanh tra Chính phủ bị buộc thôi việc do vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sĩ Bảy vừa ký các quyết định kỷ luật 6 công chức thuộc các cục vụ của Thanh tra Chính phủ vì vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2, Cục 2 bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Khanh cũng vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, 5 công chức khác cũng bị thôi việc, gồm ông Nguyễn Nho Định, Thanh tra viên Cục 2, ông Hoàng Văn Xuân, Thanh tra viên chính Cục 2, ông Trần Văn Tuấn, Thanh tra viên cao cấp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp vụ 2, ông Trương Việt Hưng, Thanh tra viên chính vụ 2 và ông Nguyễn Duy Phương, Thanh tra viên chính vụ 2. Nguyên nhân khiến 5 cán bộ thanh tra này bị buộc thôi việc cũng tương tự như ông Lê Quốc Khanh. Cục 2 là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước và trực tiếp thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các địa phương thuộc khu vực 2, gồm 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Đơn vị này có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra trong phạm vi được phân công phụ trách. Cục 2 có trụ sở đặt tại Hà Nội và có con dấu riêng, Cục trưởng Cục 2 là ông Nguyễn Hồng Giang. Trong khi đó, vụ 2 có chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ quản lý nhà nước về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ gồm Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Học viện Chính trị, Hành chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đơn vị này có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi phụ trách. Vụ trưởng vụ 2 là ông Nguyễn Quang Thía.